Chào các bạn, như vậy là chúng ta đã sắp xong được cái tuần đầu tiên trong cái bài học Kanji Somatome này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần ôn tập lại những kiến thức đã học vừa qua. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có đây nó là ở câu thứ nhất nha. Ở câu thứ nhất này. Mizu no teiko ga sukunaku suru tame ni sentai o ryusen ke ni suru. Câu này thì có nghĩa ở đây là gì? Có nghĩa ở đây là để cho cái sự cản trở ấy, cái sự cản trở đối kháng của nước ấy, nó trở nên ít đi, thì cái thân của thuyền ấy nó được làm theo một cái hình thuôn ấy. Thế thì cái từ đây, cái từ này nó là cái từ teko này. Teko thì nó là đáp án 2 này. Đấy, còn mấy cái này thì nó không có chữ kanji thì nó cũng hơi khó dịch để giải nghĩa của nó. Rồi, ok. Vậy có một đáp án 2 nhá. Câu số 2. Oame ni yoru dōshya dōshya saigai dōshya saigai ni keikai ga hitsujou. Cái này có nghĩa là gì nhỉ? Keikai là cảnh báo đúng không? Keikai này là cảnh báo, cảnh giới, cảnh báo đây. Thế thì cần thiết đấy, phải cảnh báo đối với cái việc mà sạt lở đất từ do mưa lớn. Cần thiết cho cái việc cảnh báo đối với cái việc sạt, cần thiết là cảnh báo đối với cái việc sạt lở đất do mưa lớn. Đấy, như vậy cái từ này của keikai này. Keikai đây là genkai, thì genkai là giới hạn của anh. Kyokai nó là giáo đường, nhà thờ được của anh. Keikai này, keikai nó là cái cảnh giới, cảnh báo này. Còn cái này gokai, gokai nó là cái hiểu nhầm như vậy. Đây là dōshya saigai nhé, dōshya saigai. Rồi sang câu thứ 3. Kono yasai wa hatkan sayo ga aru, có nghĩa là cái loại rau này ấy thì có cái tác dụng là da mồ hôi. Hatkan đây đương nhiên nó là đáp án 1 rồi. Còn là hukkan, hukkan thì không biết. Hatsen, hatsen cũng không biết. Hatsen cái này mình cũng không rõ lắm. Từ đấy thì nó không có chữ Hán, đâm ra nó cũng khó mà dịch được nghĩa. Cái này là min thằng lê bê lự nô cốc cử sai khô lưu ní khô kênh sử. Ở đây ấy, tức là sẽ công hiến cho cái việc giao lưu quốc tế của những cái tầng lớp là dân thường, tầng lớp là dân thường là tầng lớp tư nhân gì đó. Cái này thì có thể là dân thường cũng có thể là tư nhân này. Đây là cống hiến cho cái việc giao lưu quốc tế của những cái tầng lớp dân thường tư nhân gì đó. Thế thì cái từ này là từ khô kênh, khô kênh là cống hiến. Biến nó là tầng 3. Rồi. Còn cái phần 5. Phần 5 này thì câu 5 này sono koyo no anzen kanri e no kenen ga takamatte iru. Như vậy ở đây nó là cái câu này thì chúng ta sẽ dịch nó là cái gì? Cái lo lắng e ngại cho cái việc quản lý an toàn của công trường đó thì đang được tăng cao, dần được tăng cao, đúng không? Đấy. Tức là cái việc lo lắng, e ngại cho cái việc quản lý an toàn công trường đó thì ngày càng tăng cao lên đấy, càng tăng cao lên. Như vậy cái này là kenen, kenen là lo lắng, e ngại là đáp án 1. Còn kenen thì không biết kenen, sinh nên là cái tín nhiệm, sinh nên akemashite omedetou gozaimasu à? Sinh nên năm mới à? Không rõ, không có chữ Hán, chị không biết. Trong văn cảnh thì mình mới biết được từ đó nó phải từ gì, hoặc là nó có chữ Hán mình mới biết được nó là gì. Cái này rất là khó là dịch. À, cái tên này là từ kotsuzui này, kotsuzui là cái bộ xương cốt này. Kotsuzui ishoku shiutsu ni seiko suru, tức là cái thành công trong cái việc phẫu thuật để cấy ghép tủy đây.
cái này là cột dươi. Cột dươi đây nó là đáp án mấy ta? Đáp án 4 nhé, cột dươi đáp án 4. Ok, trong câu 7, câu 7 này nó là gái của cử dinh nó sẽ ca sự dêm phang dêm phang ni càng sử dụng sổ đàm ni ô gì ô gì mas. Như vậy cái câu này thì nó là cái gì? Là tôi sẽ trả lời về cái việc là bàn bạc trao đổi liên quan đến cuộc sống, toàn bộ cuộc sống của người nước ngoài. Cái này nó là dên pang là đáp án 2 nhé. Nó là toàn bộ đây, khái quát, toàn bộ khái quát, nó là toàn bộ khái quát, hầu hết, chung, nói chung kiểu cái kiểu nó là như thế. Đáp án 2. Sang câu 8. Jiken ni tai suru doyo ga shimin no aida ni hirogatte iru. Ở đây thì chúng ta sẽ dịch cái câu này nó là cái gì? Thực ra cái này nhìn vào đây nó mình đã biết là doyo rồi. Doyo thì nó là dao động rồi, thì nó là đáp án 1 rồi. Đúng không? Doyo là dao động, đáp án 1. Thì cái sự dao động đối với cái sự việc này ấy, cái sự dao động trong cái sự kiện này ấy, thì ở trong dân chúng đang được mở rộng ra, lan rộng ra. Đấy. Thì cái này doyo đây là đáp án 1 rồi. Doyo là có lẽ là thổ nhưỡng hay là chuyển giao gì đấy. Chuyển giao, chuyển nhượng này. Đồ cằn, đồ chô, không rõ. Câu 9 này. Gakusho kon kuru là cuộc thi âm nhạc, cuộc thi hợp xướng này. Để yusho suru, nghĩa tôi đã giành được chiến thắng trong cái cuộc thi hợp xướng này. Trong cuộc thi hợp xướng này. Gakusho ở đây thì nó là cái gì? Gakusho đây là đáp án 3 này. Đấy, như vậy câu 9 này là đáp án 3. Sang câu 10 ở đây thì thấy nó là cái đá này, đá với bi này. Thì cái này nó là Sekihi nhé. Nó Sekihi ni thì Kizamareta si o yomu. Tôi đọc cái thơ mà được khắc ở trên cái bia đá ấy. Thì cái này là Sekihi đây thì nó là đáp án 4 này. Sekihi là bia đá. Rồi, như vậy là cái phần này là xong. Nhưng này nó cũng không có cái gì là khó hết, đúng không? Sang cái phần tiếp theo. Câu 11 này. Gạch ngang này, Nokotoba o kanji de kakutoki motomo yoi mono o 1, 2, 3, 4 kara hitotsu irabinasai. Chọn đáp án 1, 2, 3, 4. Cái đáp án tốt nhất thì mình viết cái chữ kanji trong cái dấu ấn ngang này, đúng không? Daigaku de wa horitsu o senko shita. Senko cái từ này mình đọc ở đây thì mình thấy cái từ này từ sai cự nè. Sai cự nó là sáng nó là sáng tác và là sáng chế đây nè. Sáng tác sáng chế thế nè. Đấy, bằng sáng chế sai cự. Còn cái này là Seiko, là Seiko thành công. Còn là Senko, là vậy cái này là đáp án 3. Còn Chogi đây là thính giảng, là giảng bài này. Còn Senko như vậy câu này chúng ta sẽ là cái chuyên môn này. Vậy trong câu này chúng ta sẽ dịch là Daigaku de wa horitsu o Senko shita. Có nghĩa là tôi đã lựa chọn cái chuyên ngành là pháp luật trong đại học. Và nhớ là cái Senko sẽ được câu 12. Kono heya no shomei wa akaru sugiru. Có nghĩa là gì? Cái ánh sáng của cái phòng này ấy thì nó quá sáng, chói quá. Nhưng cái từ shomei là shomei đây thì chúng ta thấy rằng là shomei đây nó vừa có mặt trời này, vừa có lửa này, chiếu sáng này. Cái này rất là dễ nhầm. Shomei nó chiếu sáng. Còn cái từ này đến nó trong từ shotai này, có cánh tay mời mọc chiêu đãi này. Còn bên này là shokai này, có bộ chỉ này, giới thiệu này. Còn cái này show đây thì hình như là showa thì phải. Trong kanji này nó rất dễ là nhầm.
nếu chúng ta không phân biệt được những từ này. Nhưng trong quá trình học là mình cũng cố gắng ghi nhớ bằng một cái cách nào đó tự mình nghĩ ra. Đó. Câu 13 này là Kyozai o konyu suru. Konyu suru đây nó là mua nhé. Kyozai nó là cái tài liệu giáo án, sách vở, sách giáo khoa đấy. Rồi tôi mua sách giáo khoa. Ở đây mình nhìn thấy nó ná sát nhau đấy. Nhưng konyu này, từ cô này ấy, thì ở đây nó có cây thì hình như nó từ cô C là từ cấu thành. Konyu đây ấy, cô này thì nó hình như trong cô ghi trong bài giảng. Đấy, cô ghi trong bài giảng vì nó có bộ ngôn này. Đấy. Còn cái konyu này là bối này, từ mua bán này, bối mãi, từ mua bán này. Còn cái này khô này là Heisiko trong lãnh thoát nước ấy, để vì có bộ nước này. Còn ở đây nó là cái konyu. Konyu thì mình nghĩ đây nó là đáp án 3 này. Đó, đáp án 3 cho mình nghĩ. Đây, konyu, đáp án 3. Sang câu 14. Câu 14 này, shikoto no kari ni dori o to no mi ni iku. Thì cái này đây nó là cái gì? Dori o đây thì khi mà tôi trở về ấy, thì tôi đi, khi mà đi làm về thì tôi đi uống cùng với lại đồng nghiệp, đúng không? Dori o là đồng nghiệp. Đồng nghiệp ở đây thì đồng nghiệp là con người, thì nó có bộ nhân này, đúng không? Dori o bộ nhân, vậy này đáp án 1 đúng không? Từ Rio là trong ký túc xá này. Còn cái từ Rio đây là chi Rio trong trị liệu này. Còn cái từ này là từ Yo hay sao trong từ thổ nhưỡng. Còn từ thổ này, trong từ thổ nhưỡng là cái từ gì đấy thì mình không nhớ rõ. Nhưỡng nhượng này, hoặc là Oyo, Oyo sằng này là con gái, con gái. Trong câu 15, Saikin no kodomo tachi wa samazama no juku e kayotteru. Thì cái này đây nó là juku, đây thì mình thấy rằng là đây mình dịch đấy là trẻ con gần đây ấy thì thường đi đến nhiều cái trung tâm luyện thi, thì đi đến nhiều cái trung tâm luyện thi. Thì juku đây, trung tâm ở đây ấy, thì cái trung tâm đây thì từ này thì mình hay nhầm này. Đấy, còn cái này là diêu tắc cự này, nhà ở này. Đó. Thì cái này mình có thể là loại bỏ thôi. Ở đây thì mình thấy cái này thì nó hơi khác nhau này. Nó hơi khác nhau, ở đây là cái có chữ cô giống như là cái trẻ con này, còn đây nó là cái thổ đất này. Thì cái đây mình nghĩ đến trong cái từ nhiệt dự, trong cái từ nhiệt sốt này. Còn vậy hai từ này. Diêu cự thì mình nhớ cái này, thì diêu cự đây là cái trung tâm học, thì mình nhớ rằng là trung tâm học ấy, và cái trung tâm dạy ôn thi ấy thì nó xây bằng đất, thì nó có bộ thổ, thì mình nhớ từ chữ đó, cho nên nó sẽ là đáp án hai này. Còn cái này đây, dư cự đây ấy, thì mình thấy nó giống như là cái từ thục ấy, thành thục ấy, và chín ấy. Đấy, thành thục là chín, ví dụ như là mi dư cự và c dư cự đây, tức là chín thành thục hoặc là chưa chín chưa thành thục đấy. Cho nên câu này thì mình nghĩ đáp án đúng của nó thì sẽ là đáp án hai. Sang câu 3. Sang câu sang môn này 3 chứ. Kakko ni ireru no wa motomo joi mono o 1 2 3 4 kara hitsu irabi nasai. Chọn 1 2 3 4 cái tốt nhất cho trong ngoặc, đúng không? Ở đây ấy, thì đặt dự quá dự siyama no besso besso de sugosu. Cái việc này thì là biệt dự, đúng không? Hoặc là biệt, đúng không? Besso. Như vậy besso ở đây thì nó là một cái là tôi sẽ trải qua cái, tôi sẽ sống ở trong cái biệt thự của một cái ngọn núi mát đấy, mát mẻ, vào trong mùa đặt dự là mùa hè, đúng không? Có mùa hè thì tôi sẽ sống ở trong một cái biệt thự mát mẻ, mát mẻ, một cái biệt thự mát mẻ, biệt thự trong một cái núi mát mẻ, đúng không? Vậy biệt xô đây thì mình thấy là một từ này nè, biệt xô đây
nó từ từ trang đây, biệt trang hoặc là biệt thự, mà nó có cái bộ cỏ đây nữa. Trong biệt thự thì có trồng nhiều hoa cỏ đấy, mình lúc đó mình nói còn cái này là châu này, đây là bộ châu này. Đấy, châu này, cái này là khô, là khô kyo, là cố hương này. Đấy, còn cái này là bình viên này. Đấy, bình viên đấy. Thế yên, bình viên là ngôi vườn đó, đi qua đấy. Đen chạm nô di cốc cử hiêu và cài tế nhị nà rự. Cái này di cốc cử hiêu đây thì, hiêu đây ấy, thì mình nghĩ rằng nó là văn ba, di cốc cử hiêu. Còn cái này là mộc cử hiêu. Còn cái này là hiêu sổ, là biểu dương ấy. Còn cái này là phiêu lưu, là phiêu lưu cho đanh đanh gì cả. Còn cái này đây thì mình nghĩ rằng nó là chữ cử hiêu, nó là đáp án ba. Thì câu này mình sẽ dịch là cái bảng biểu thời gian của tàu chạy ấy, nó đã được thay đổi, nó sẽ được thay đổi, đúng hơn. Đấy. Sang câu 18, Nihon no kaihi no gi 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 cho o tsutome sasete itadakimasu. Như vậy ghi chỗ đây thì là cái viện trưởng hoặc là chủ tọa này, chủ tọa này là tám ba đây rồi. Còn cái này chỗ đây là cái bồ xì này, bồ chỗ cái bồ xì. Còn cái này chỗ là chủ trương, còn cái này chỗ là y chỗ là liên quan đến cái nội tạng cơ thể, nội tạng cơ thể này. Như vậy thế này là mình đến ra văn ba. Thì trong cái hôn dịch sự nó khai ghi nó ghi chỗ Otsutome Sasete Itadakimasu, nghĩa là tôi xin phép và được đảm nhiệm cái vai trò làm chủ cuộc họp ngày hôm nay. Chủ cuộc họp ngày hôm nay làm chủ tọa, nghị trưởng, người đứng đầu đảm nhiệm chủ tọa. Sang không 19, Kiyatsu no setkin ni tomonai oyuki ni naru desho. Có nghĩa là Teki atsu no setkin ni tomonai oyuki ni naru desho. Teki atsu đây thì mình nghĩ rằng nó ở đây nó là cái áp suất thấp ấy. Áp suất thấp ở cái từ này nó là từ đáy này. Thì đây nó là đáy này, nó soko đấy, mình loại bỏ. Đây T đây là teko, nhưng nó là đề kháng này, có bị khoanh tay. Tê tê tắc cự này, nó tê tắc cự nó là cái dinh thự đấy, dinh thự biệt thự đấy. Vậy thì nó chỉ còn cái tê này, tê tắc cự đấy. Mình chọn đáp án này. Đáp án hai nó có bộ nhân này. Ni metoru mo aru mo aru kyōdai na sakana ga hokaku sareta. Kyōdai, như vậy đáp án này là 4. Như vậy là tôi đã bắt được con cá to lớn tầm cỡ khoảng 2 mét đấy. Như vậy nó này, tôi đã hình như là từ gì, từ châu, từ gì đó mình không biết, là mắt dự này, mi này, y này, không phải. Vậy đáp án này đáp án 4 nhé. Ni metoru mo aru kyōdai na sakana ga hokaku sareta. Trong môn đài 4 lặng nhang nhỉ. Một bài 4 này. Tsugi no kakko ni hairu kotoba o chita kara irabi kanji de kakinasai. To hotelu wa kakko no meisho toshite yumei na kakko ni arimasu. Yutaka na nakame nagara yori jōjima no aki no o otanoshimi kudasai. Otanoshimi ryōri jōjima no aki. Ryōri jōjima no aki, cái này thì mình nghĩ đến có đánh đồ ăn, thì trong đây nó là mi điều cự, nó là cái sự hấp dẫn. Mi các cự ở đây thì nó là cái vị giác. Koyo nó là lá đỏ, shikisai đây nó là màu sắc.
ta sai nó là sắc thái đa dạng tê in, nó là một vườn cô hăng, nó là bờ hồ này. Thì đây mình nghĩ rằng cái này nó đáp án cái này này, thì nó sẽ điền vào đây là 25 huy thập cự, mình nghĩ nó như thế. Còn cái này Namega Nagara này chỉ giải thích nó là cái gì nhỉ? Tô tô thê đử quá no me cho toste là một cái nơi nổi tiếng, cái khách sạn này là một cái nơi nổi tiếng. Jiu me ma như à được thì nó có như một cái chỗ nào đây thì mình nghĩ rằng cái khách sạn nó hay có trong cái bờ hồ thì cũng là Kohan này. Như vậy ấy thì là đối với một cái nơi nổi tiếng, khách sạn này đối với một cái nơi nổi tiếng của cái gì đó thì nó có như cái bờ hồ nổi tiếng đó. Koyo, mình nghĩ đến Koyo là đối với một nơi nổi tiếng thì là đỏ, nơi nổi tiếng thì là đỏ. Yotaka là cái hành vàng này. Đa dạng phong phú, đa dạng phong phú cái từ này nó bằng ra sai gì? Shikisai, shikisai là màu sắc đa dạng phong phú. Na tay in cái từ này bỏ qua đi, mình chả biết nó là cái gì nữa. Keisho shitsu là phần nhà vệ sinh, shikitsu ni là sạch sẽ vệ sinh, nắng nắp sạch sẽ. Omi ile rác Akikan bỏ vào cái này thì nó không có gì hết. Đây cái từ này nó là QK nè, QK này thì cái QK xích sự thì cái này là chắc là ai cũng biết rồi, cái này là sẽ lao nào, QK thực sự là nghỉ sẽ lao. EKK thì cái này nên là nó cũng là nghỉ ngơi thư giãn này, giãn ơi. EKOI thư giãn nghỉ ngơi. Keisho hình này thì nó đây nó là Keisho hình này nó là cái đồ trang sức thôi, trang sức phấn son của trang sức. Keisho shitsu nó là cái nhà vệ sinh nha, nhà vệ sinh phòng thay đồ, nhà vệ sinh phòng thay đồ, nơi trang điểm đúng không. Seketsu na nó là sạch sẽ sẽ là cái này đúng không? Sạch sẽ. Người chia sẻ cái sạch sẽ nó là cái này. Phu kết sự thì nó là không sạch. Không sạch. Cang kết sự nào thì cái này nó là cang kết sự nào nó là đơn giản là đơn thuần. Cang kết sự nó là cái gì? Cang kết sự căn thực sự nó đơn giản gọn, đơn giản ngắn gọn, căn thực sự đơn giản ngắn gọn. Akikan nó là cái hộp rỗng rồi, cái hộp kim loại rỗng rồi. Loại rỗng. Kanzume nó là cái đồ hộp. Đồ hộp. Bin thì nó cũng là cái bin là cái chai đúng không? Không cái lon đúng hơn. Lon. Cabin là lọ. Hoa. Lọ hoa. Binzume thì nó cũng là cái đồ hộp đúng hơn.
bình dương ấy nó là cái nó chai à. Bình dương ấy nó là cái gì ta? Bình dương ấy nó cũng là cái chai đấy. Bình dương ấy nó cũng là cái chai. À, khi bin nó là cái chai rỗng. Chai rỗng. Lon rỗng. Rỗng. Bin xin mê. Chai, lon. Tonio bio nó là bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường. Tiểu đường. Hết chưa? Bệnh tiểu đường. Đây nó còn từ Tobila này. Tobila là cánh cửa. Cửa Ido Tobila là cửa tự động. Nhưng cái này nó dễ, rất là thường gặp luôn. Thường gặp lắm. Senjozai nó chất tẩy giữa. Chất tẩy giữa. Nhưng cái này nó hay gặp. Dokasuru nó là làm sạch. Làm sạch. Yoga sư lự nó làm sạch. Rồi, ok. Bây giờ mình xong hết nhỉ? À, xong hết rồi. Vậy là hôm nay chúng ta đã xong hết được tuần đầu tiên. Xong hết được bài số 1. Okay. Vậy là chúng ta còn 7 tuần nữa đúng không? Tổng cộng 8 tuần nữa. Tổng cộng là 8 tuần. Đúng không? 8 tuần chúng ta còn 7 tuần nữa. Cố gắng đi. Vậy là hôm nay chúng ta đã kết thúc được cái phần ôn tập của tuần thứ nhất. Bạn cùng cố gắng lên nhé. Chúng ta sẽ nhanh chóng để hoàn thành được cái mục tiêu là hoàn thành cái thử thách này trong cái tư thế được chiến thắng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. Hiện tại cũng là khá là muộn, gần 12 giờ. Chúc bạn ngon. Yasuminasai.